HPG về giá 6, giá 7 theo anh có về được vùng đó không? Anh sẽ cho em một cái tư duy mà khi đầu tư các bác cùng tham khảo cái tư duy này nhá. Một là em phải xác định cổ phiếu này là cổ phiếu có chu kỳ hay không nhá. Có chu kỳ không? Chắc chắn thép làm dòng có chu kỳ. Có chu kỳ là gì? Nó được bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài, ví dụ thế giới nó biến động, nó chiến tranh, Trung Quốc nó đóng cửa, giá than nó tăng, giá này nó kia nó tăng, nó bị tác động rất nhiều bởi các mặt hàng hóa, giá nguyên liệu đầu vào, thì nó là cổ phiếu có chu kỳ. Có chu kỳ là gì? Có thể tăng 5-7 lần trong một chu kỳ tăng nếu vĩ mô nó tốt, nhưng nếu vĩ mô nó xấu có thể giảm 5-7 lần. Anh em hình dung chỗ này không? Đấy, vậy cái câu chuyện đầu tiên phải xác định dòng đó có phải là dòng có chu kỳ hay không. Cái số 2, em phải quy đổi được cái giá tương lai của nó về cái giá hiện tại. Ví dụ em định giá nó tương lai của nó là phải 500.000 mà bây giờ em giá hiện tại em thấy nó chỉ khoảng 20.000 thôi. Và em bảo mua bây giờ là rất rẻ. Em phải làm được điều đấy. Và để làm điều đấy như thế nào ấy, thì em, một, em phải biết được là cấu tạo nên lợi nhuận, tức là để mà làm ra được 1.000 tỷ lợi nhuận đấy thì nó bị tác động bởi những cái gì. Tức là cấu tạo nên lợi nhuận cái đó thì tác động bởi những cái gì. Ví dụ ảnh hưởng cấu tạo nên lợi nhuận công ty chứng khoán là phí giao dịch, là phí margin, là tự doanh, thì có phải là thanh khoản mà tăng thì công ty chứng khoán tự nhiên làm ăn có lợi không? Anh em hình dung chỗ này không? Vậy thì cấu tạo nên lợi nhuận các công ty chứng khoán là gì? Và tất cả những cái cấu tạo đó nó ảnh hưởng với thanh khoản. Vậy nếu thanh khoản năm tới mà tăng thì công ty chứng khoán sẽ làm ăn được. Vậy liệu bây giờ nó đã tăng hay chưa? Thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi đấy. Muốn ăn chu kỳ 5-7 lần chúng ta phải trả lời được câu hỏi đấy. Quy nó về cái giá hiện tại để mua, thì để biết xem là nó có về được cái vùng đấy hay không, nó có rẻ không. Ví dụ em đang hỏi về dòng thép thì em quy cái giá tương lai của nó về cái giá hiện tại, em đánh giá xem là vĩ mô hiện tại trong nước còn xấu hay không, thế giới còn xấu hay không, giá than cốc còn tăng hay không, giá quặng sắt còn tăng hay không. Đấy, tất cả những cái gì ảnh hưởng đấy, chi phí cước vận tải còn tăng hay không, Fed có còn tăng lãi suất hay không, trong nước bất động sản ổn chưa, giải ngân đầu tư công liệu có đẩy mạnh hay không. Tức là tất cả những cái gì có thể ảnh hưởng đến cái biên lợi nhuận của bọn thép, em phải đánh giá ra và xem nó còn ảnh hưởng hay không. Và em phải dự báo được lợi nhuận của nó trong năm 2024. Nếu em dự báo được lợi nhuận nó 2024, em sẽ định giá được nó trong 2 năm tới. Định giá nó 2 năm tới bao tiền thì em quy về hiện tại, em xem cái giá của em ấy nó nhỏ hơn bao lần. Nếu nó nhỏ hơn khoảng hơn chục lần, nó đang rất rẻ. Nó đang rất rẻ. Cứ cho anh em định giá sai số khoảng 20-30% đi, mà nó vẫn đang nhỏ hơn chục lần thì nó đang rất rẻ đấy. Đó là một cổ phiếu chu kỳ. 2 năm nữa em sẽ làm mây làm gió đấy. Tất nhiên là nó không thể tăng ngay được, nhưng mà nó sẽ giúp em có một cái tài sản bền vững hơn. Ok, chúc em đầu tư thành công. Cần gì comment nhé anh em nhé.